Anh không anh share trong nhóm live VIP giúp thầy với. Hôm nọ thầy đang share trong nhóm live VIP thế là bị khóa mất nick. Thanh niên anh share trong nhóm live VIP giúp thầy với. Chào Hoàng Oanh. Oanh share trong nhóm live VIP giúp thầy nha. Hoàng Anh nghe rõ không? Hoàng Anh share trong nhóm live VIP giúp thầy. Rồi. Xong rồi share vào đây mới chỉ là tin nhắn nhóm thôi. Thế em giúp thầy xe vào trong nhóm ấy. Xe vào trong cả nhóm ấy. Xe vào trong cả nhóm live VIP ấy. Rồi mình bắt đầu học. Rồi bạn Hoàng Anh bạn xe trong tin nhắn nhóm rồi. Còn xe trong cả nhóm cơ. Thế em giúp thầy xe trong cả nhóm nữa. Cái đài bên cạnh nhà thầy hôm nay tự nhiên nó hét từ 7 giờ 15 cho đến giờ vẫn chưa tắt. Thì thôi bây giờ nó vẫn đang hét đây nhưng mà thầy đóng kín hết các cửa. Để livestream với cả nhà. Hôm nay thì như thế nói, hôm nay chúng ta chiến nốt toàn bộ phần lý thuyết của phần carbohydrate là về saccharose, maltose, tinh bột và cellulose. Các em chú ý nhé, cái phần mà lý thuyết của phần này khá là quan trọng. Bởi vì là toàn bộ cái chương này là chương rất là dễ, chúng ta cần làm để ăn chắc được điểm. Làm ăn chắc điểm có nghĩa là ăn hết điểm của cái chương này thì mới ok. Thế mà để mà làm mà ăn chắc điểm được tất cả những cái câu này thì bắt buộc 100% là lý thuyết chúng ta phải nắm vững. Nếu lý thuyết chúng ta không nắm vững thì coi như fail hết. Đấy thì hôm nay thầy live stream cái buổi này là để nhắc lại phần kiến thức lý thuyết để cho các em cùng có thể nắm chắc được. Để mà chúng ta cùng có thể làm được mọi bài tập. Được chưa? Mục tiêu chúng ta làm được mọi bài tập nhá. Sẵn sàng chưa? Các thanh niên sẵn sàng rồi thì chấm cái để thầy like nào. Các thanh niên nào sẵn sàng rồi thì chấm cái để thầy like nào. Sẵn sàng chưa? Mình bắt đầu nhá. Buổi hôm nay mình học là về saccharose. Như các em biết thì saccharose ở trong sách thì có rồi. Thì giờ thì gạch những cái chốt ở trong sách xong tí thì tóm tắt lại nhá. Saccharose còn được gọi là đường kính hay còn được gọi là đường mía. Đây, bởi vì nó có nhiều trong cây mía nên được gọi là đường mía này. Củ cải đường này. Hóa tốt nốt này. Saccharose là chất rắn, đúng, chất rắn này. Tinh thể không màu. Tan nhiều trong nước, đặc biệt trong nước nóng chúng ta vẫn hòa tan nước đường đó. Cấu trúc của saccharose là một disaccharide bởi vì nó được cấu tạo bởi này. Một gốc alpha glu với một gốc beta fructose nha. Một gốc beta fructose. Không có nhóm chức zero. Nhớ là những từ này thôi, không có nhóm chức zero. Được chưa? Tính chất hóa học là xác không có nhóm chức zero nên không có tính chất oan hít. Đấy, nhưng có tính chất oan cô nó chức và phản ứng dị phân. Người ta phân tích kìa. Vậy là có phản ứng với CO2 hai lần để tạo thành dung dịch màu xanh lam. Được chưa? Tiếp theo là có thực hiện phản ứng thủy phân. Có thực hiện phản ứng thủy phân. Một thằng xác thủy phân thành một thằng glu và một thằng fructose. Nhá. Phản ứng với dung dịch vôi sữa, canxi saccharat tan trong nước. Đấy, cái này thì không quan tâm nhiều. Được chưa? Tiếp tục này. C12H2O11 cộng CO2 lần để tạo thành C12H2. Cái này không quan tâm nhiều. Thổi CO2 không quan tâm nhiều. Ứng dụng tinh chất của đường. Được chưa? Thế thì ở đây thầy tóm tắt lại xác. Học xong glue rồi chúng ta rất là dễ. Tóm tắt lại ánh xác rất là dễ. Thầy vừa nhắc rồi. Thứ nhất các em chỉ nhớ thầy. Thứ nhất xác. Đầu tiên là cấu trúc. Cái này ghi lại vở nhá. Cấu trúc này là chỉ có mạch vòng, được cấu tạo bởi từ một alpha glu liên kết với một beta fructose bởi liên kết glycoside. Nhớ chưa? Trong cấu trúc thì nó có OH đa kề. Chỉ nhớ vậy thôi. OH đa kề. Và không có chó. Chó là không có. Không có chó thì nó sẽ có gì? CNO. Đấy, từ đó dẫn đến tính chất vật lý này là tồn tại điều kiện thường dạng tinh thể không màu
vị ngọt. Đấy chưa? Có nhiều trong đường mía, củ cải đường và cây thốt nốt. Đấy, các em lưu ý nha. Đây là cấu trúc sạc. Phần 3 là phần tính chất hóa học. Tính chất hóa học của sạc thì như thế nào? Các em lưu ý tính chất hóa học của sạc. Như chúng ta vừa nói là do có hoạt đa kề nên tính chất của polyol. Tính chất của polyol có nghĩa là sạc tác dụng với COOH 2 lần để tạo thành dung dịch màu xanh lam. Xanh lam là cổ phức. Thứ hai, tính chất của disaccharide đó là gì? Phản ứng thủy phân, nhưng từ từ đã. Do chỉ có ceton nên thằng sắt không tác dụng với brom, có nghĩa nó làm không làm mất máu được brom. Không tác dụng với COOH 2 lần nhiệt độ, có nghĩa là không có cái tổ đỏ gạch. Không tác dụng với AgNO3 trong đường hạt 3. Đây, các em lưu ý nhé, nó không tác dụng với bạn này. Có nghĩa là nó không có tráng hương, không có mất máu gì nữa brom. Thứ ba là phản ứng thủy phân. Phản ứng thủy phân. Thủy phân sắt thì do sắt được cấu tạo bởi từ alpha glu và beta group, nên khi sắt bị thủy phân thì nó sẽ thủy phân trong môi trường H cộng nhé, để tạo thành alpha glu cộng beta group. Còn phương trình chuẩn, phương trình chuẩn chúng ta có thể viết là C12H22O11 cộng nước trong môi trường H cộng để tạo thành hai thằng C6H12O6. Bởi vì là thằng alpha glu và thằng beta group thì đều có cùng công thức phân tử là C6H12O6 mà. Cuối cùng là ứng dụng. Ứng dụng. Ứng dụng của sắt là gì? Ứng dụng của sắt là gì? Ứng dụng của sắt, cái điều đầu tiên thì muốn các em nhớ đấy là gì nhỉ? Làm gia vị. Đúng không? Thứ hai là gì? Thứ hai là được ứng dụng trong gì? À, công nghiệp sản xuất thuốc. Có nghĩa là làm trong sản xuất dược phẩm. Cái này các em rất hay nhầm. Ok chưa? Đấy nhá. Đấy là về saccharose. Đấy là về saccharose. Nhớ ghi lại bài. Nhớ ghi lại bài nhá. Nào tiếp tục, tiếp tục. Không có này. Sang thằng ma. Sang thằng maltose. Maltose thì thế nào? Maltose là cái thằng mà đã bị giảm tải. Nhưng mà mình vẫn thi, mình vẫn học. Bởi vì là thầy chỗ phần này là thầy dạy cho chúng ta học cả ở trên lớp nữa, nên là thầy vẫn dạy nhá. Maltose đây. Đây. À, C12H2O11, cái này maltose thì không tổng hợp lại, bởi vì maltose nó chỉ gọi là giảm tải cho vào đây để học ở trên lớp thôi. Công thức vẫn là C12H2O11, suy ra maltose và saccharose là đồng phân của nhau, cái này thầy nhắc rồi. Là đồng phân của sắt đây. Cấu tạo với gốc alpha glucose nối với alpha glucose. Đấy chưa? Vậy là cấu tạo với hai gốc alpha hoặc alpha và beta, đúng chưa? Có nghĩa là cấu tạo bởi hai gốc glucose. Đấy chưa? Có nhóm chó và có hoạt đa kề. Tính chất này, ancol đa chức này là tác dụng với COOH 2 lần này. Anhydride này là tác dụng với dịch mức brom này. COOH 2 lần trong OH trừ này. Và đứng trắng gương này có phản ứng thủy phân, nhìn này. Maltose tính chất tương tự sắt. Có nhóm chó nên phản ứng tương tự anhydride, có trắng gương này, có brom này, có COOH 2 lần này. Đúng chưa? Thủy phân tinh bột nhờ xúc tác enzyme amylase này. Đấy, xong nhá. Thằng này rất dễ thôi, không có gì phải khó khăn cả. Vậy thì chúng ta có thể tổng hợp lại là man. Man thì vừa có man là có tính chất hóa học, tính chất hóa học tương tự glucose, nhưng mà nó cộng thêm một cái nữa, đó là phản ứng thủy phân. Một thằng an thì thủy phân ra hai thằng glucose. Nhớ nha. Tiếp tục sang thằng tiếp theo là thằng tinh bột. Tinh bột. Tinh bột thằng này mới mệt. Tinh bột thằng này khá là mệt, bởi vì là cái kiến thức học thuộc của tinh bột rất là nhiều. Tính chất vật đấy, các em phải đọc cái quyển sách này, sau đó bây giờ thầy hướng dẫn chúng ta đọc. Cái sách của thầy rất là hay. Sắp tới là thầy xuất bản phiên bản thương mại của quyển sách này nhá. Đây của chúng ta là phiên bản này là phiên bản free, phiên bản dành cho tất cả các lớp offline và online của thầy. Còn sắp tới thì xuất bản những cái phiên bản thương mại cho sách của thầy. Thì nhớ là các em nhớ ủng hộ thầy. Và nhớ là ra lớp xong rồi bảo các bạn đấy, cái sách này hay lắm, chúng mày phải mua đi, phải học đi nhá. Câu tinh bột này. Tính chất vật lý là
Chất rắn đúng, ở dạng vô định hình đúng, màu trắng không tan trong nước. Chúng ta nhớ này, chất rắn này, bột này, vô định hình này, màu trắng này, không tan trong nước lạnh và tan ít trong nước nóng. Tan ít trong nước nóng, nhớ nhá, tan ít trong nước nóng để tạo thành hồ tinh bột đấy. Cấu trúc phân tử này gồm nhiều mắt xích alpha của glucose liên kết với nhau này. Công thức phân tử C6H10O5 này. Đấy, thế thì nó gồm liên kết nhau thành hai dạng, dạng lò xo không phân nhánh là amylose, lò xo phân nhánh là amylopectin. Được chưa? Tinh bột có nhiều trong các hạt ngũ cốc, loại củ này. Tinh bột gồm hỗn hợp của hai loại amylose và amylopectin. Đấy, trong đó amylose chiếm 23% khối lượng tinh bột. Cái công thức phân tử của amylose và amylopectin là giống nhau nhưng nó không phải là động phân của nhau. Phân tử khối nó khác nhau đây. Giá trị N đây. Mạch phân tử không phân nhánh này, ta trong nước nóng có không đây. Được chưa? Đấy, chúng ta đọc tiếp đến phân tử amylose thì alpha của glucose liên kết bởi liên kết alpha 1,4 glycosid. Được chưa? Phân tử amylopectin thì liên kết nhau bằng hai loại liên kết là alpha 1,4 glycosid và alpha 1,6 glycosid. Nhá. Phân tử khối của tinh bột không xác định này. Tinh bột thuộc loại polymer. Polymer nên không có, lưu ý, không có hòa tan C6H2O. Đúng chưa? Và tính khử oanít là không có. Nha. Các nhóm OH của tinh bột khả năng tạo este như của glucose. Đây, đây là nhận định chung. Bây giờ vào đây, tính chất hóa học. Phản ứng của polysaccharide thủy phân. Phản ứng của anh polysaccharide thủy phân. Thì mình có là thằng tinh bột này, thủy phân nhờ xúc tác axit vô cơ. Đây. Và sản phẩm của nó là glucose nên chắc chắn có khả năng trắng bạc. Thủy phân nhờ enzyme. Đây, tinh bột, thủy phân nhờ enzyme để tạo thành dextrin, maltose, glucose. Trong quá trình làm bánh mì, dextrin bằng men và nhiệt, cơm cháy là hiện tượng dextrin hóa bằng nhiệt. Đấy, nên là ăn bánh mì cơm cháy dễ tiêu và có vị ngọt do phân tử tinh bột được cắt nhỏ thành các disaccharide và monosaccharide. Nhớ nhá. Phản ứng đặc trưng với iốt này. Hồ tinh bột, iốt, hợp chất màu xanh tím. Đun nóng, mất màu, để nguội thì lại xuất hiện. Được chưa? Dưới này đã giải thích rồi. Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể thì tinh bột này thành dextrin, maltose, glucose. Đấy, glucose này oxy hóa không hoàn toàn, nó thành CO2 và nước này. Sự tạo thành tinh bột trong cây xanh. Tinh bột này, chlorophyll này chính là cái thằng chlorophyll chính là chất diệp lục đấy, để tạo thành. Đây, đây. Đấy nhá, đấy là cái tinh bột. Đấy, các em phải đọc sách. Thế bây giờ thì mới tóm tắt lại tinh bột. Thì mới tóm tắt lại tinh bột bên cạnh này. Tóm tắt lại tinh bột. Ghi vở nhá, ghi vở nhá. Tinh bột. Tinh bột. Đầu tiên mình phải nhớ về cấu trúc. Cấu trúc. Cấu trúc của tinh bột như thế nào? Cấu trúc của tinh bột thì các em lưu ý. Thứ nhất là được cấu tạo từ các gốc alpha của glucose, kệ nó. Gồm amylose và amylopectin. Được chưa? Các em nhớ thầy này. Amylose xoắn nhưng mà không phân nhánh. Amylopectin không xoắn nhưng mà phân nhánh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cả hai đều được cấu tạo từ các gốc alpha glu, nhưng thằng này liên kết bởi liên kết 1,4 glycosid. Còn amylopectin cũng được cấu tạo bởi các gốc alpha glu nhưng liên kết bởi hai liên kết 1,4 và 1,6 glycosid. Chỉ cần nhớ vậy thôi nha. Về tính chất vật lý, tính chất vật lý thì tinh bột của chúng ta có tính chất vật lý như sau. Thứ nhất là tồn tại điều kiện thường dạng bột, màu trắng, đúng chưa, không tan trong nước lạnh, tan ít trong nước nóng, không tan trong nước lạnh, tan ít trong nước nóng nha. Đấy là tính chất vật lý. Thế đó, mình chỉ nhớ vậy thôi. Cuối cùng, tính chất hóa học. Tính chất hóa học thì được cấu tạo bởi cấu trúc do thằng tinh bột thuộc loại polymer nên nó
không tác dụng với CuOH hai lần ở điều kiện thường này, CuOH hai lần ở điều kiện nhiệt độ này, không mất màu nước brom này, không tác dụng với AgNO3 trong NH3 này. Không hết. Nó có hai phản ứng. Thứ nhất là phản ứng thủy phân. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Trong môi trường axit thì thằng tinh bột trong môi trường axit thì nó thủy phân để tạo thành glucose. Quan tâm vậy thôi. C6H10O5 tất cả n lần trong môi trường axit cộng với nước nha. Trong môi trường H cộng thì nó tạo thành C6H12O6 n lần ăn n. Sorry các em tay thì hơi mồ hôi nên hơi bắt không nhạy lắm. Đấy chưa? Thế còn thứ hai là thủy phân trong môi trường enzyme. Là trong cơ thể người đấy. Thế em chỉ nhớ rồi hai quá trình. Tinh bột, thủy phân trong enzyme thì tạo thành maltose. Sau đó maltose thủy phân tiếp thành glu. Chỉ nhớ vậy thôi. Hai bước tóm tắt vậy thôi. Thi chỉ thi vậy thôi mà. Phản ứng đặc trưng. Phản ứng đặc trưng. Phản ứng đặc trưng của tinh bột chỉ nhớ này là tinh bột nhỏ vài giọt iốt vào thì tạo thành màu xanh tím. Nhớ vậy thôi nha. Thế thôi, nhớ tóm tắt. Ứng dụng. Ứng dụng. Ứng dụng của tinh bột là gì? Ứng dụng của tinh bột đó là lương thực thực phẩm. Lương thực thực phẩm. Đúng không? Thứ hai là điều chế ra glucose. Đấy, đây là tất cả về tinh bột. Nhớ ghi lại vào một quyển sổ, ghi vào một quyển vở để mà sau này mình mở lại là mình ôn lại được. Nhớ nhá, quyển mở vở này nhớ ghi tên bên ngoài là Minh Bialin. Xong chụp ảnh để thầy nhìn. Nhá, chụp ảnh đăng lên trong nhóm mình để thầy nhìn. Được chưa? Bây giờ mình sang cái thằng cuối cùng. Cái thằng cuối cùng là thằng cellulose. Thằng cuối cùng của ngày hôm nay thằng cellulose. Sau đó là ngày mai. Mai là thứ hai nhỉ? Mai thứ hai chúng ta có buổi live stream với lại tất cả các bạn ở trên cả nước. Thì mai mình sẽ live stream về phần bài tập chia dạng của thằng xác và ma nhé. Mai chúng ta sẽ live stream về xác ma với tất cả các bạn trên cả nước. Được chưa? Còn bây giờ mình sang nốt thằng cellulose. Nốt thằng cellulose này. Cellulose. Đây. Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên. Cellulose là chất rắn dạng sợi màu trắng, không tan trong nước và dung môi hữu cơ, nhưng tan trong nước Schweizer. Đấy, các em lưu ý này. Rắn dạng sợi này, màu trắng này, không tan trong nước và dung môi hữu cơ, nhưng tan trong nước Schweizer. Thu được khi hòa tan trong dầu hát là trong ammoniac. Bông nõn thì gần 98% sen. Công thức phân tử sen y xì như tinh bột, nhưng nó không phải là đồng phân của nhau. Được cấu tạo từ các mắt xích beta glu liên kết với beta 1,4 glycosid. Đặc điểm là mạch phân tử là không nhánh, không xoắn, độ bền hóa học và cơ học cao, phân tử khối lớn. Đấy, sen thuộc loại polymer nên không có tính chất hòa tan siêu quát hai lần, hàm tính khử quan ít là không có nha. Mỗi mắt xích có 3 nhóm hóa tự do nên có thể viết được dưới dạng C6H7O2 hóa tất cả 3 lần. Tính chất hóa học, phản ứng của polysaccharide thủy phân, có khả năng phản ứng thủy phân. Thủy phân trong môi trường axit. Đây. Thủy phân enzyme cellulase trong dạ dày châu bò đây. Đấy chưa? Phản ứng ancolda trước đây. Ester hóa đây, cellulose mononitrate. Đúng chưa? Sau đó lại tiếp tục tiếp để tạo thành cellulose dinitrat và cuối cùng là cellulose trinitrat. Nhớ này, mononitrat, dinitrat, glycinin chế tạo chất dẻo. Còn cellulose trinitrat thì được gọi là chất nổ, thuốc súng, không khói. Không quan tâm đến phản ứng nổ sẽ ra như nào. Tác dụng với anhydride acetic. Được. Nha. Với CS2 và NaOH thì được gọi là tạo thành tơ visco đấy. Đây thằng này tơ visco này.
Được chưa? Đấy. Không phản ứng với CO2 lần nhưng tan trong phức để tạo thành tơ đồng amoni. Đấy là về sen. Thế bây giờ chúng ta tóm tắt lại sen như nào? Ta tóm tắt lại sen. Nhìn thấy tóm tắt lại sen nhá. Sen. Cellulose về mặt cấu trúc thì được cấu tạo bởi từ các gốc beta glucose. Được chưa? Chỉ nhớ vậy thôi, beta glucose. Thứ hai, không phân nhánh và cũng không xoắn luôn. Tính chất vật lý tồn tại điều kiện thường dạng sợi màu trắng, không tan trong nước, không tan trong nước, được chưa? Nhưng mà tan trong một số dung dịch sau, tan trong CS2 để tạo thành tơ visco, tan trong nước Schweizer, dung dịch phức đồng amoni. Đấy, các em chỉ nhớ vậy thôi. Chỉ cần nhớ vậy, học rất nhiều nhưng mình chỉ cần nhớ vậy. Tính chất hóa học. Do ở trạng thái polymer nên thứ nhất là không tác dụng với brom, không mất máu nữa brom, không tác dụng với CO2 lần ở điều kiện thường, không tác dụng với CO2 lần ở nhiệt độ đun nóng, không tác dụng với AgNO3 trong NH3. Thế đã. Đúng chưa? Phản ứng thủy phân. Phản ứng thủy phân. Thì thằng này nó thủy phân trong môi trường axit và môi trường enzyme. Thủy phân trong cả hai môi trường. Môi trường axit và môi trường enzyme. Thứ nhất là thằng sen về mặt tính chất thì thủy phân trong môi trường axit để tạo thành C6H12O6. Được chưa? Thứ hai, nếu mình viết phương trình thì nó là C6H10O5 tất cả N lần cộng nước trong môi trường H cộng để tạo thành N lần C6H12O6 nha. Đấy là thủy phân. Cuối cùng là phản ứng tác dụng HNO3. Bởi vì nó có 3 nhóm OH tự do nên nó có thể viết thành C6H7 OH tất cả 3 lần, tất cả N lần cộng với HNO3. Các em chỉ quan tâm này, cho góc HNO3 chùi đây, lấy thằng OH vứt ra. Thế nó tạo thành C6H7O2NO3 3 lần tất cả N lần cộng với nước 3N. Anh cuối này được gọi là cellulose trinitrate. Cellulose trinitrate hay còn có tên gọi là thuốc nổ không khói. Thuốc nổ không khói. Ok chưa? Đấy. Đây là tất cả với sen. Rất dễ đúng không? Cuối cùng ứng dụng của sen ấy thì được sử dụng làm đồ gỗ mỹ nghệ này, đúng không? Cái này cái quan trọng đúng không? Đúng chưa? Đồ gỗ mỹ nghệ này. Thứ hai là ứng dụng gì? Thuốc nổ không khó. Đấy, đấy là vậy xong. Tóm tắt toàn bộ kiến thức lý thuyết của toàn bộ chương carbohydrat nằm hết đây. Và ở trong sách chúng ta có tối mai là tối thứ hai nhỉ. Chúng ta sẽ live stream phần chia dạng bài tập xác mang. Tối mai chúng ta sẽ live stream phần chia dạng bài tập xác mang. Các em chú ý nha. Tối mai nhớ là mình sẽ học vào lúc 20 giờ tối mai. Mình sẽ học về phần chia dạng xác man. Nhớ là các em phải nhớ ghi lại những cái phần mà tóm tắt của thầy vào trong vở này, làm thành một quyển vở ghi lại. Và mình học bây giờ mình học chủ yếu trong sách thôi nhá. Bây giờ mình học chủ yếu trong sách nhá, thì các em chú ý. Thế thôi.
Bye bye, chào tạm biệt các em. Hôm nay buổi học chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả chúng ta vào tối ngày mai. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà nhá.